bộ phim Oscar. Tập phim Hạt giống của Obis. Bắt đầu được rồi. Kukuma. Bài đi đi! Hạt giống của Obis. Đi tìm chủ nhân của các người. Sau đó hãy khiến trái tim của chúng đắm chìm trong bóng tối. Thưa ngài, cho hỏi đây là cái gì? Đây không phải gì của ngươi nên ngươi không cần biết. Xin lỗi ngài, thứ lỗi cho tôi. Không biết ngài gọi tôi tới có chuyện gì? Nghe rõ đây. Ngươi mau đi đưa công chúa Sena về đây cho ta. Đã rõ, tôi sẽ đi ngay. Huy hiệu này chính là dấu hiệu của hoàng tộc. Tôi đã biết người ở đâu rồi. Công chúa. Bom cạn. Nơi mà khả năng chạy tốc độ con quái vật của bạn được kiểm tra trên đường đua. Biến hình thành Bitcoin và đem về nhà chiến thắng. Đứng lên, rắn ra. Đi chơi với bạn gái luôn. Giỏi lắm Jin. Nhìn mặt con vậy mà cũng sát gái ghê ha. Không, không phải vậy đâu chú. Tụi con đi lấy đồ dùng thôi mà. Suýt bị lộ rồi. Mình thấy chúng ta nên sách phụ cậu ấy thì hơn. Cậu không cần phải lo đâu. Cậu ấy là người quyết định ai quẳng tù tiền thua thì sách đồ mà, đúng không? Ra ra. Đó là cây mà. Chào cậu. Có chuyện gì vậy? Nhìn cậu có vẻ buồn bã quá. Không có gì đâu. Sao? Ý cậu ấy muốn hỏi quái vật của cậu đâu rồi. Nhắc mới để ý, Zedo đâu rồi? Zedo bỏ đi rồi sao? Cậu ấy muốn hỏi tại sao Zedo lại bỏ đi. Thật ra trong cuộc đua lần trước, lúc tụi mình chơi thua mát, Zero. Lần sau chúng ta sẽ thắng sao? Zero. Sao chúng ta chắc chắn được chứ? Cậu đi đi. Mình không cần đồ quái vật vô dụng như cậu. Đừng có quay lại đây nữa. Zero. Zero. Zero, 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 zero. 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 Mình thua cuộc nên đã nổi giận. Mình đã vô tình làm tổn thương Zero. Nói vậy là từ lúc đó Zero không quay lại nữa sao?
Mọi người đều biết Zero là loài quái vật rất mong manh. Đã vậy cô còn nặng lời, còn kêu cậu ấy đừng quay lại nữa chứ. Mình đã đi tìm cậu ấy ở khắp nơi rồi, nhưng không thấy cậu ấy ở đâu hết. Thì đã mọi chuyện lại vậy đó hả? Là cô Bi hả? Cậu làm gì ở đây vậy chứ? Cậu hỏi mình sao? Thỉnh thoảng mình xuống thị trấn để bán thảo dược nè. Cậu kích đẹp quá. Đúng rồi, đợi mình một chút nha. Hay là trao đổi cặp kính cậu đang đeo với chiếc giới quý báu của mình mang suốt cả tháng trời đi. Cái gì đây? Cậu làm cái gì vậy? Cậu mau mang vào lại đi. Zero. Zero, cậu làm gì ở đó vậy? Cậu ấy đang theo mình để giúp mình bán thảo dược đó. Cậu ấy đã tới nhà Moncha dạy cậu ấy cách sử dụng thảo dược đúng cách hơn. Ra là vậy. Nhờ Moncha dạy cho cậu ấy sao? Zero. Zero. Sao lại nhờ cái loại quái vật này chỉ dạy chứ? Cậu nói cái loại quái vật này rốt cuộc là có ý gì vậy hả? Sao chứ sao nữa? Cậu nghĩ cậu là ai hả? Cậu ấy là Kubi á. Cậu ấy là chuyên gia mon kẹt sống ở núi Latona. Cậu ấy là chuyên gia mon kẹt thật sao? Đúng là vậy đó. Chuyên gia mon kẹt sống ở núi Latona. Là mình chứ còn ai vào đây nữa chứ. Zero, mình xin lỗi. Mình sẽ không nói vậy nữa đâu. Quay về bên mình đi. Zero. Cậu ấy nói mình không thể quay về được, bởi vì bây giờ mình chỉ là gánh nặng của Kai thôi. Sao chứ? Zero. Cậu ấy muốn quay về núi Latona. Vậy được rồi, đi về thôi. Zero. Okay à? Raka, đi đâu vậy? Cậu ấy đi đâu vậy ta? Chúng ta cũng đi thôi. Nếu cậu không quay lại vì là gánh nặng, vậy thì đừng làm gánh nặng nữa. Cậu ấy nói vậy đó. Đúng rồi đó. Vậy cậu đã có kế hoạch gì hay chưa? Câu trả lời là kỳ huấn luyện khốc liệt. Cậu ấy nói vậy. Kỳ huấn luyện khốc liệt sao? Zero. Zero. Mando.
kỳ huấn luyện này có hiệu quả không đây? Mình sao biết rất rõ bản thân đang làm gì mà. Zero, zero. 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 Ra. Zero, zero. Xem ra hạt giống của Obis đã tìm ra chủ nhân của nó rồi. Zero, 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 zero. Nói tuổi người, từ những lần thất bại, khát vọng dường tới chiến thắng và sức mạnh đang sở hữu, hãy biến thành năng lượng của Obis đi. Zero. Dạ. 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 Mom đã. Mom. Có thứ gì chui vào người cậu ấy vậy hả? Dạ. Bộ phim Monster. Tập phim giải cứu Zero. Hả? Zero? Cậu chịu về rồi hả? Cảm ơn Zero. 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 Khai với Zero trở lại làm một đội rồi. Chị thì tốt quá. Zero. Cậu mau dừng lại đi, Zero. Hả? Này nè. Jim, Zero bị gì rồi? Hả? Cậu nói Zero bị sao chứ? Không còn thời gian giải thích nữa. Hả? Không biết đang xảy ra chuyện gì nữa. Chúng ta đi tìm hiểu thôi. Có chuyện gì vậy? Nội con hả? Chà, không thể nào. Zero. Zero. Monkey. Cậu ấy không chịu nghe lời mình. Cậu ấy đang tự ý triển khai tuyệt chiêu laser dây tóc. Zero. 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 Cố lên Bucky. Nhìn đi, cậu thấy lạ lắm. Bucky. Bucky. Zero. 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 Chaka đang hỏi Zero đang bị cái gì nhập vào người vậy? Zero. Cậu ấy nói với Chaka đây là cuộc đua của mình nên cậu đừng can thiệp vào. Nếu như vậy thì đấu với mình trước. Mình sẽ làm cho cậu tỉnh táo lại mới thôi. Vậy đó. Hả? Thì đấu sao? Được thôi Raka, chúng ta phải đem Zero của ngày xưa trở lại mới được. Tất cả tiến lên. Sẵn sàng. Tiến lên. Tiến lên Raka. Nè Mark, cậu nghĩ Jin có cơ hội thắng không? Mình còn không thắng nổi thì làm sao cậu ấy có cửa thắng được? Cái cậu kia.
Cậu ấy mới cứu quán vật của cậu đó. Ủa cậu cũng đi chứ. Cố lên Chin, chắc chắn cậu sẽ là bà Raka. Cố lên Chin, chắc chắn cậu sẽ là bà Raka. Zero, Zero, nhanh lên, bỏ xa cậu ấy đi Raka. Zero. Zero. Chính là đòn tấn công đó. Biến hình và ra khỏi đây đi. Điên thôi. Điên thôi. Raka, biến lên. Zero. Giỏi lắm, Jin đã tiến bộ và được thi đấu với những tuyển thủ mạnh như Michael và QB. Zero, 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 zero. Kukuma, Kukuma, giờ chính là lúc để người giải tỏa năng lượng của Obi. Mắt ơi, mau nhìn bầu trời kìa. Đã xảy ra chuyện gì vậy ta? Bầu trời, không lẽ là ngươi hãy mau hiến dâng trái tim của ngươi cho ta. Hả? Ông Rock ơi, là gì đây? Đó chính là năng lượng của Albis. Năng lượng của Albis sao? Rốt cuộc là gì đấy chứ? Tại sao lại như vậy được? Raka, đúng là sức mạnh phi thường, nhưng không đời nào Zero lại làm vậy. Sự lựa chọn nào khác nữa? Tuyển thủ đã bước vào trận đua. Raka, chạy hết tốc lực đi. Không được, chạy liều lĩnh quá. Zero. Không phải lúc này. Zero. Yeah! Cậu ấy làm được rồi kìa. Zero, Zero. Bầu trời
trong sắp trở lại rồi kìa. Zero. Hả? Zero. Zero, zero. Zero. Cậu nói gì vậy, Zero? Mình đang làm gì ở đây vậy? Cậu ấy hỏi vậy đó. Cậu không nhớ đã xảy ra chuyện gì sao? Zero. Vì cậu ấy đã dùng sức mạnh của Albis nên sẽ quên mất những gì đã xảy ra. Hả? Sức mạnh của Albis? Rốt cuộc đó có phải là thứ khiến Zero làm vậy không? Zero. 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 Quả nhiên mình chỉ là gánh nặng. Cậu ấy nói cậu ấy đã không còn đủ khả năng để ở lại bên Khai nữa rồi. Không được. Zero. Ra. Zero. Raka. Cậu đừng lừa dối bản thân mình nữa. Lừa dối sao? Đúng đó Zero. Zero. Quái vật vô dụng thật sự. Chính là người bỏ đồng đội của mình ở lại một mình. Zero. Ra. Cậu quan tâm Kay mà đúng không hả? Cậu không bỏ rơi cậu ấy được. Jin à. Zero. 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 Từ giờ trở đi đừng bỏ rơi mình nữa. Zero. 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 Được. Chúng ta sẽ luôn ở bên nhau. Vậy là mọi chuyện đều êm xu rồi. Dạ. Nhưng mà có lẽ là bọn chúng đã gần tìm ra chúng ta rồi đó ông à. Mình đang có linh cảm xấu về việc năng lượng của Albis có tác động tới quái vật, kể cả khi ở trong thị trấn. Không thể kéo dài thời gian thêm nữa, bằng không Latona sẽ rơi vào tình trạng giống như thành phố Bosca trước đây.